Lulu, xin chào các ông. Trên tay tôi đang là Aqua Digio phiên bản EDP, một cái phiên bản mà rất nhiều người ngóng chờ rằng liệu nó có thể là cái phiên bản nâng cấp toàn diện của Aqua Digio, hay gọi là gió trắng phiên bản EDT hay không. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời điều đó cho các bạn, đặc biệt rằng những ông nào đang là fan của gió trắng, kiểu một chai giò xịt quanh năm suốt tháng, thì tôi nghĩ rằng video này nó sẽ giúp ích cho các ông rất là nhiều. Và like video đi để nó được bắt đầu nhá. Trước tiên thì chúng ta biết rằng là mùi hương của Aqua Digio phiên bản EDT hay gọi là gió trắng thì đã có review rồi. Nó là một cái mùi gọi là quá là quen thuộc. Mỗi khi gọi là tìm hiểu đến nước hoa để mua thì các bạn sẽ được giới thiệu đây là một chai nước hoa xịt mùa hè rất tốt, mùi rất ngon, có mỗi một điều là bán vào kém thôi. Còn mùi nó thì tôi thấy là gần như ông nào chơi nước hoa thì ít nhất có một lọ chiết, không thì phải có một chai full, tại vì giá nó cũng khá là dễ chịu. Mùi hương này tôi thấy là nhiều ông còn xài kiểu từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, và chỉ xài duy nhất một chai giò thôi, không có nhu cầu đổi lên một con gì cả, và xài đi làm đi chơi quất được hết. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có khá là nhiều những cái phiên bản flanker. Mình đã có một cái review chia sẻ khá là kỹ, các bạn có thể tìm lại những kênh YouTube hoặc là mình sẽ để đâu đó cái đường link hiện ở trên này để các bạn có thể dễ dàng xem. Thì nói qua một chút về cái ngoại hình của phiên bản giò EDP ra mắt năm vừa rồi, thì chúng ta có một cái thiết kế đó là dạng trong, thủy tinh trong luôn. Cái chai này thì giống con giò nâu. Còn đối với em này, các bạn có thể nhìn thấy là nó là cái kiểu đục nhá. Còn đây là kiểu trong này, mình để hai chai sát vào nhau. Các cái điều này thì nó cũng không có gì quá khác biệt. Với cá nhân mình thì mình thích cái kiểu như thế này hơn. Trông nó cảm giác nó hơi kiểu biển cả, hơi kiểu sương sương ấy, nhìn nó đẹp hơn. Cái thiết kế này thì nó thật là tôi không khoái kiểu này, kiểu này kiểu đơn giản quá. Và có một cái điều nữa mà các bạn cần biết là thay đổi về phần dung tích. Với cái phiên bản giò EDT này thì nó có những cái size là 50-100, rồi những còn size nhỏ hơn và size to hơn nữa. Nhưng mà đấy là hai cái size rất là phổ thông. Còn với cái phiên bản giò EDP thì các bạn sẽ có hai size, đó là 75 và 125ml. Cái này các bạn nên cân nhắc nếu mà các bạn tính toán về vấn đề tài chính để so sánh với nhau. Thực ra cái sự thay đổi này nó đã có từ một vài cái phiên bản, như là cái phiên bản giò xanh trước thứ là nó đã có những cái sự thay đổi rồi. Đây. Và cái phần nắp này là cái phần nắp bằng gỗ, nó không phải là nắp nam châm. Em giò đen ngày xưa là nắp nam châm nhưng bây giờ cũng chuyển nắp gỗ rồi. Nắp gỗ này thì rất là nhẹ thôi. Đấy, gió thổi là cũng có thể bay được. What the fuck? Và về cái phần thiết kế này thì nó không có gì quá đặc biệt. Đấy, một vài cái thì mình đã nói với các bạn như vậy rồi. Bây giờ thì đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương của em nó. Thì hai cái mùi hương này mình đã có một cái khoảng thời gian khá là dài để test, cũng như là có một cái video nói nhanh ở trên TikTok rồi. Thì khi các bạn xịt hai cái mùi hương này ra, thì đầu tiên là với em này, nó là một cái mùi cam quýt rất là dễ chịu, nhẹ nhàng, rất là tươi sáng. Xịt một cái này tôi đã thấy là đa phần người Việt chúng ta đều sẽ yêu, kể cả châu Âu thì người ta đều yêu. Còn với cái phiên bản này thì chúng ta thứ nhất là sẽ thấy là một cái mùi hương có phần dày dặn hơn. Và ở đây thì ngoài cái nét kiểu của cam quýt ra thì các bạn nhận thấy là cái nốt hương kiểu một chút kiểu nước biển mặn mặn nó xuất hiện ở phía sau. Ở cái phiên bản giò EDT thì các bạn ấy không nhận thấy điều ấy quá rõ rệt. Ở cái phiên bản này thì mình có cảm giác đây là những cái quả cam quýt mà được rửa bằng nước muối, và khi các bạn cắn thì các bạn nhận thấy rằng là nó quyện thêm cái vị kiểu của muối ở trong đấy. Và cái mùi hương này ấy, các bạn nhận thấy một cái bay mùi ngọt nhẹ ở phía sau, nó khá là khác so với em này. Nó thật là em này thì những cái phiên bản gần đây nó không có quá nhiều trải nghiệm, tại vì nó lưu quá kém. Ngày xưa thì nó còn tốt thôi. Đấy, chai của mình cũng là chai cũ rồi, nhưng mà thực sự thì sau thời gian mình test thì nó thật là em này nhạt nhòa lắm. Và cái mùi hương, cái nét ngọt này thì theo như tôi đoán nó đến từ xô. Và cái nét ngọt này nó cũng khá là quen ở một vài chai, thí dụ như kiểu là ở một chút ở White Elk White. Tất nhiên là nó không ngọt bằng
hay là những cái mùi, thí dụ như kiểu là có một chút nó làm tôi liên tưởng tới Light Blue Italian Love, nhưng mà cũng là một cái phiên bản nhẹ hơn. Tóm lại là ông này thì so với những ông kia cái nét soul không lên rõ, nhưng mà so với em này thì các bạn đã thấy rằng là con này nó ngọt và đậm hơn, nó tăng cường cái độ tươi của citrus hơn. Và thêm một cái điểm nữa ở trong cái em giò phiên bản EDP này, đó là cái nét khoáng. Thế cái nét khoáng đây nếu mà để cho các ông mô tả các ông thì các ông rất là khó hình dung, nhưng mà các ông chỉ cần mua một vài những cái loại nước điện giải mà các bạn chơi thể thao xong người ta kiểu có nước khoáng, kiểu nó bổ sung thêm một chút điện giải, thì khi các bạn uống và các bạn cảm thấy rằng là cái mùi hương này nó có cái nét giống như vậy, thêm một chút cam chanh vào để cho cái mùi hương rõ rệt hơn. Và nói thật là nó có mang cái DNA của giò EDT không thì nó có mang, nhưng mà tất cả các thứ thì nó được thêm thắt vào làm cho cái mùi hương gọi là khỏe khoắn hơn, làm cho cái mùi hương sống động hơn và vẫn trên một cái nền tảng là cái phiên bản gốc này EDT. Và cái sự biến chuyển này nó chỉ kéo dài như vậy và rồi nó cứ nhẹ dần ở trên da, nó cũng không còn gì quá đặc biệt nữa. Thì đấy là những cái sự khác biệt mà mình cảm nhận rằng là sau khi mình xịt hai con này side by side vài ngày với nhau thì mình nhận thấy. Cái yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói tới đây đó là về cái độ bám quả. Mình tin chắc rằng nhiều người có thể thích giò, nhưng mà các bạn sẽ bị một cái cản trở rằng giò EDT nó bám quá kém, nó không thể nào đáp ứng nhu cầu các bạn, đặc biệt là với những cái ngày quá nắng nóng ở Việt Nam. Nhưng mà tại vì mùi hương nó quá dễ chịu nên các bạn vẫn mua, các bạn mang đi cái lọ chiết đi hoặc là mang cả chai phun đi xịt liên tục. Thì ở cái phiên bản EDP này nó cải thiện rất nhiều. Với một cái sự thay đổi như lúc đầu mình nói ở cái phần trên, thì cái mùi hương này nó có phần dày dặn hơn, tóm lại là gấp 2 hoặc gấp 3 lần, nhưng nó vẫn rất là dễ chịu, sảng khoái. Và đặc biệt là độ lưu hương ở trên da nó trung bình phải tầm 6 tiếng và nó rất là rõ rệt. Nếu như có dịp hãy mua chiết thử và các bạn side by side hai mùi với nhau thì các bạn thấy là mùi hương này gần như lúc nào các bạn cũng có thể ngửi thấy. Còn với cái phiên bản giò này, tôi nói thật, các bạn chỉ cần xịt một xịt nhá, nếu mà các bạn để ý các bạn xịt một xịt thì các bạn test cái độ bám tỏa, thì các bạn chỉ cần đi ra đường và các bạn đi ngoài gió tầm nửa tiếng đồng hồ thôi thì các bạn sẽ chả ngửi thấy cái mùi đếch gì nữa. Nhưng với phiên bản này chỉ cần một xịt thôi, nó lưu rất tốt và đặc biệt là độ tỏa hương của nó cũng tầm nửa cánh tay quay đầu. Em này thì nó mờ nhạt nhưng mà ở đây thì nó rất là rõ rệt. Và nếu như mà để mà nói với các bạn rằng ấy, thì cái mùi hương của giò EDP này nó như kiểu là khi mà các bạn là một người kiểu cận, các bạn bỏ kính ra, các bạn nhìn cái gì nó mờ nhạt, chả rõ ràng, thì đây là phiên bản này. Còn đây là cái phiên bản mà khi các bạn đo kính và các bạn đo được một cái độ cận nó vừa phải, nó đúng với các bạn, thì các bạn đeo lên các bạn nhìn thấy mọi thứ nó sắc nét, nó rõ ràng, thì đây, mùi hương này là như vậy. Đây là một cái phiên bản nâng cấp hoàn toàn khác biệt và nó tăng cường cái độ bám tỏa nhưng mà vẫn trên một cái DNA gốc. Nói như thế là các ông hiểu đúng không? Các ông chỉ cần hình dung cái việc đeo kính thôi là các ông có thể dễ dàng hiểu được rằng là cái mùi hương này nó có sự biến chuyển cũng như là cái sự nâng cấp như thế nào. Cái vấn đề về phong cách cũng như là về cái thời điểm sử dụng thì với mình, mặc dù nó nâng cấp khá là nhiều mặt từ mùi cho đến độ bám tỏa, nhưng mùi hương này vẫn xài rất tốt vào những ngày hè nắng nóng. Mình đảm bảo các bạn đấy, mặc dù mùi hương nó dày hơn nhưng mà về cái vai mùi của nó vẫn là mùi cho mùa hè. Các bạn cũng có thể xịt mùi này vào những ngày trời chuyển từ hè sang thu ở Hà Nội, nó vẫn rất dễ xài và mình nghĩ là mùi hương này nó cực kỳ phù hợp với Sài Gòn. Các bạn cần một cái mùi hương đơn giản và cái phong cách của em này thì nó thật là nó cũng chả có cái phong cách gì cụ thể cả. Một cái mùi hương designer ra mắt vào thời điểm khá là lâu rồi, nó đáp ứng mọi nhu cầu các bạn. Quần âu áo sơ mi, các bạn quần đùi áo phông phía thứ, hay là các bạn kiểu cởi chuồng đi chăng nữa thì các bạn vẫn xịt được cái mùi hương này. Mùi hương này nó chỉ đơn giản rằng bạn có nhu cầu dùng nước hoa và có một mùi hương tươi mát thì cả hai phiên bản này đều đáp ứng. Và cái phiên bản EDP mới ra mắt đây nó được cải thiện về độ bám tỏa, thế thôi, không có phong cách gì cả, cứ mùa hè nắng nóng mang ra quất thoải mái. Vậy thì chốt lại, có nên mua cái phiên bản này hay không? Thì hai cái vấn đề mà mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn dễ dàng có thể đưa ra lựa chọn nhé. Nếu như bạn là fan của
Acqua di Giò của nhà Giorgio Armani. Fan của cái line giò này và đặc biệt là fan của giò trắng, bạn là một người chỉ loanh quanh có vài chai nước hoa và bạn đang tìm một cái mùi hương có độ bám tỏa tốt hơn, giữ được cái vibe của phiên bản EDT, thì đây là một cái sự nâng cấp và mình nghĩ rằng là đây là cái điều chắc chắn bạn phải có ở trong tủ đó. Và đặc biệt là những cái người mà chưa dùng nước hoa nhiều thì giò trắng cái phiên bản 2022 này nó làm quá tốt. Các bạn có thể thừa sức để mua, các bạn có thể gạt những cái phiên bản giò khác ra. Trước đây thì mình có nói với các bạn rằng là mình thích cái phiên bản giò xanh, nhưng đến bây giờ với cái phiên bản giò trắng này nó không quá ngọt như giò xanh, nên là mình nghĩ rằng là em nó rất phù hợp và đây cũng sẽ là cái phiên bản mà mình thích nhất trong cái line giò. Ngoài giò nâu ra thì nhiều ông thích giò nâu, nhưng mà giò với tôi giò nâu nó là cái con kiểu con rơi, con vãi, con lai của cái line Acqua di Giò này. Còn với tôi bây giờ giò EDP trong cái line giò là chai nước hoa đáng mua nhất để cho những bạn newbie, những cái bạn không cần quá nhiều mùi hương trong mùa hè thì đây. Còn một cái vế nữa đó là nếu như các bạn lăn tăn những cái lựa chọn khác ở nhiều thương hiệu khác hơn tầm giá của em nó, thì tôi nói thật giò nó chỉ đơn giản rằng nó là nâng cấp của chính nó, nâng cấp của một cái sự an toàn, của một cái sự đơn giản. Còn nếu như chúng ta mở rộng ra thì chúng ta chơi ở một cái sân chơi khác nhiều lựa chọn hơn, chúng ta không loanh quanh ở cái giếng của Acqua di Giò nữa, thì có rất nhiều mùi hương có thể làm cho bạn cảm giác bất ngờ hơn, cảm giác có nhiều trải nghiệm hơn so nó với cái phiên bản giò này. Đặc biệt là hiện tại thì giá của giò hiện tại Việt Nam nó cũng đang khá là cao so với cái phiên bản này, nên là đây cũng là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc về cái vấn đề tài chính. Tại vì nếu như chúng ta đã có nhiều lựa chọn trong một cái sân chơi rộng lớn hơn thì chúng ta phải cân nhắc về cái vấn đề tài chính, thì hiện tại giò trắng nó chưa có một cái giá tốt để các bạn có thể đưa nó vào những cái lựa chọn hàng đầu. Có rất nhiều những cái lựa chọn khác, các bạn có thể xem lại những cái video mùa hè của mình. Đó, đó là cái quan điểm của mình, hai cái quan điểm rất rõ ràng cho người chơi, cho fan của giò. Và một cái quan điểm nữa đó là cho một người có nhiều lựa chọn khác hơn ngoài giò trắng, thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình ở dưới về cái em này và cho mọi người cùng biết. Và đừng quên việc like, share, cũng như ấn nút chuông theo dõi. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn theo dõi kênh của mình thì nhớ đặt thêm cái nút chuông xem ngay khi video lên sóng. Còn bây giờ thì xin phép gặp lại. Bye bye.